Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lê Trương Hải Hiếu buông khối chỉ, Lê Thanh Hải vớ phao Võ Văn Thưởng. Lê Trương Hải Hiếu là con trai của ông Lê Thanh Hải. Hiếu thuộc lớp hạt giống đỏ, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Khi ông Lê Thanh Hải, khi còn là đỉnh cao quyền lực, đã xây dựng cho Hiếu theo sự nghiệp chính trị của cha. Hiếu sinh năm 1981, thuộc thế hệ đời đầu của lứa 8X. Năm 2015, khi ông Lê Thanh Hải đang là ủy viên Bộ Chính trị, ông đã bố trí cho Hiếu giữ chức Phó Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 12. Lúc đó, Hiếu đã là một lãnh đạo trẻ, nắm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận ở tuổi 34. Đây là hình ảnh Lê Trương Hải Hiếu, con trai của ông Lê Thanh Hải. Sự nghiệp chính trị của Lê Thanh Hải đã chấm dứt, nhưng của Lê Hải Hiếu sẽ bay cao nếu cha của cậu không phải từ bỏ quyền lực và về vườn vào năm 2016. Điều đáng nói là ông Lê Thanh Hải chính là người gây ra vụ dân oan Thủ Thiêm mà cho đến hôm nay nhà cầm quyền Việt Nam vẫn chưa thể giải quyết. Lê Thanh Hải cùng với Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua đã gây ra nỗi oan khuất ngất trời cho người dân Thủ Thiêm, khiến người dân tan nát cửa nhà, phải sống vất vưởng ở ngoài Hà Nội và khắp nơi để kiện cáo hàng chục năm vẫn chưa có kết quả. Vụ Thủ Thiêm, ông Lê Thanh Hải và tập đoàn lợi ích của ông đã đẩy một số người đến đường cùng phải tự vẫn. Đấy là tội ác. Nếu nói ở miền Nam gia tộc nào mạnh nhất thì ai cũng sẽ chỉ ra. Thứ nhất là gia đình Nguyễn Tấn Dũng ở Kiên Giang và thứ nhì là gia tộc Lê Trương. Lê là họ của ông Lê Thanh Hải, Trương là họ của vợ ông, bà Trương Thị Hiền, em gái của bà Trương Mỹ Hoa, cựu chủ tịch nước. Sức mạnh của gia tộc này rất đáng nể, hầu hết các đời bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sau ông Lê Thanh Hải đều phải nể sợ. Từ Đinh La Thăng đến Nguyễn Thiện Nhân và giờ là Nguyễn Văn Nên đều không thể làm gì được ông Lê Thanh Hải. Đây là hình ảnh Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến tận bàn bắt tay Lê Trương Hải Hiếu vào ngày 10 tháng 3 năm 2023. Tuy là ông vua ngầm khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng khỏi khu vực này gia tộc Lê Trương không được mạnh cho lắm. Đó là lý do Lê Trương Hải Hiếu chỉ có thể luẩn quẩn ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chứ không thể ra trung ương hay được gửi đi nơi khác để phát triển sự nghiệp chính trị như con của Nguyễn Xuân Phúc và con của ông Nguyễn Tấn Dũng. Lê Trương Hải Hiếu đang là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 12 từ năm 2015 cho đến nay. Vào năm 2021, Lê Trương Hải Hiếu kiêm thêm chức trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, vào năm 2018, Lê Trương Hải Hiếu từng bị kỷ luật vì dính đến vụ tình ái. Nhưng sức ảnh hưởng của gia tộc Lê Trương lên chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh quá lớn nên không thể truất phế được Hiếu. Mặc dù vậy, thì điều đó đã làm cho con đường tiến thân của Lê Trương Hải Hiếu không còn được hành thông như trước nữa, bởi bên trên là Nguyễn Văn Nên, một cánh tay của Nguyễn Phú Trọng đang nắm chắc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Lê Trương Hải Hiếu được ông Lê Thanh Hải cho học hành đến nơi đến chốn, có bằng thạc sĩ kinh tế và có cử nhân luật. Tuy nhiên, Lê Trương Hải Hiếu không thể bứt phá ra khỏi khu vực Thành phố Hồ Chí Minh được bởi vết đen của ông Lê Thanh Hải còn quá lớn. Còn ông Nguyễn Phú Trọng thì Lê Trương Hải Hiếu cũng khó mà có thể tiến lên. Vào ngày 10 tháng 3, ông Võ Văn Thưởng phi hành vào Thành phố Hồ Chí Minh, báo chí đăng tin rầm rộ. Riêng báo Sài Gòn Giải Phóng là chụp một tấm ảnh ông Võ Văn Thưởng tới tận bàn để bắt tay Lê Trương Hải Hiếu, trong lúc các đại biểu khác đã rời chiếc ghế. Tấm ảnh cho thấy đây là việc làm không hề tự nhiên. Bức ảnh này cũng thấy rằng Lê Trương Hải Hiếu ngồi nán lại để bắt tay tân chủ tịch nước, người lớn hơn Lê Trương Hải Hiếu chỉ có 11 tuổi. Đây là hình ảnh Lê Thanh Hải bật khóc khi ông Võ Văn Thưởng vuột mất chiếc ghế bí thư thành ủy vào tay Đinh La Thăng ở phút chót. Ông Võ Văn Thưởng được cho là có ân nghĩa với Lê Thanh Hải khi năm 2016, ông Hải định bàn giao ghế bí thư thành ủy cho Võ Văn Thưởng. Tuy nhiên, bất ngờ Đinh La Thăng bổ ngang, chiếm mất. Sau đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa Võ Văn Thưởng ra Hà Nội, giao cho chức trưởng ban tuyên giáo trung ương. Khi ông Thưởng đi, ông Lê Thanh Hải đã khóc. Có người cho biết rằng khi đó ông Lê Thanh Hải đã gửi gắm con trai mình vào Võ Văn Thưởng, nhưng Võ Văn Thưởng lại hỏng mất ghế bí thư thành ủy nên ông Hải đã bật khóc. Như vậy là việc Võ Văn Thưởng lên chủ tịch nước có khi đó lại là cái phao cho Lê Trương Hải Hiếu để có cơ hội đi lên.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm D với bản tin Lê Trương Hải Hiếu buông khối chỉ, Lê Thanh Hải vớ phao Võ Văn Thưởng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm D. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phạm Thị Thanh Trà, người đàn bà thích ôm hai ngả về ai. Người phụ nữ có quyền thứ nhì hiện nay sau bà Trương Thị Mai không ai khác chính là phó tướng của bà Mai tại Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, bà Phạm Thị Thanh Trà. Bà Trà hiện nay là người phụ nữ kiêm hai chức vụ, một ở bên Đảng và một ở bên Chính phủ. Bên Đảng, bà Trà đang giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, còn bên Chính phủ, bà Trà là Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Tức là bà Trà là người phụ nữ đang ôm hai chức cùng một lúc. Câu chuyện bà Phạm Thị Thanh Trà ôm hai chức không chỉ mới đây mà đã diễn ra cách đây 7 năm sau khi vụ sát hại rùng rợn xảy ra tại Đảng ủy và Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái. Đây là hình ảnh bà Phạm Thị Thanh Trà. Vào ngày 18 năm 2016, tại trụ sở tỉnh ủy tỉnh Yên Bái ở thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Việt Nam, ông Phạm Duy Cường, bí thư tỉnh ủy bị bắn chết ngay tại phòng làm việc. Cùng thời điểm đó, ông Đỗ Ngọc Tuấn, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng bị bắn gục tại nơi làm việc. Người được cho là đã nổ súng giết hai người trên là ông Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái. Vụ án này đã kết thúc nhanh chóng và người được cho là hung thủ đã chết nên vụ án khép lại. Có người cho rằng câu chuyện không đơn giản như thế, bởi sau khi ông Phạm Duy Cường và Đỗ Ngọc Tuấn chết, hai chiếc ghế này hai ông để lại đều rơi vào tay bà Phạm Thị Thanh Trà. Đấy là lần đầu tiên bà Phạm Thị Thanh Trà được ghi nhận là người ôm hai chức cùng một lúc. Việc thâu tóm hai chức của bà Trà xem ra còn khốc liệt hơn việc thâu tóm hai chức của Nguyễn Phú Trọng. Bởi để bà Trà có hai chức cùng một lúc đã có ba mạng người phải ra đi. Trong khi đó, để có hai chức cho ông Trọng, chỉ có một người nhắm mắt vĩnh viễn. Sau khi bà Trà rời địa phương về Trung ương, bà này cũng ôm hai chức như bà đã từng ôm khi còn là lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Như vậy, bà Phạm Thị Thanh Trà là ai mà bà không hề hấn gì sau tai tiếng về em trai bà, chính là ông Phạm Sĩ Quý, xây biệt phủ to lớn tại Yên Bái. Ông Phạm Sĩ Quý được bà nâng đỡ thế nào, ông này giàu có ra sao, thì dư luận xã hội đã khui ra, nhưng bà Trà vẫn thành công về đường Trung ương. Đây là hình ảnh phát biểu của bà Phạm Thị Thanh Trà. Việc bà Phạm Thị Thanh Trà đứng hai chân, một chân bên Đảng, một chân bên Chính phủ, thì không biết bà này đang là người của phe nào. Bên Đảng là sân nhà của Nguyễn Phú Trọng, bên Chính phủ hiện nay là sân nhà của ông Phạm Minh Chính. Mà tình hình bây giờ, bên Đảng đang muốn hạ bệ bên Chính phủ để triệt dùm cho Vương Đình Huệ, một đối thủ lớn. Lâu nay, bà Phạm Thị Thanh Trà ít lên tiếng, tuy nhiên mới đây bà Trà đã nói một câu khá rắn. Đó là công chức bị kỷ luật nên tự nguyện tinh giản biên chế. Lời nói này tương tự như lời nói của bà Trương Thị Mai, trưởng ban tổ chức Trung ương trước đó. Vào hồi tháng 7 năm 2022, bà Mai đã từng nói không để mấy ông cán bộ bị kỷ luật ngồi đó mãi. Và sau đó, hàng loạt ông lớn là ủy viên Trung ương Đảng và cả ủy viên bị chính trị đã bị rớt đài. Bà Phạm Thị Thanh Trà đang là một ẩn số, ghế trưởng ban tổ chức Trung ương hiện nay vẫn còn đang nằm trong tay bà Trương Thị Mai. Nếu bà Mai nhả ghế này, không loại trừ khả năng bà Phạm Thị Thanh Trà sẽ ngồi vào, bởi bà Trà đang là cấp phó cho bà Trương Thị Mai ở ban tổ chức của Trung ương Đảng. Đây là hình ảnh bà Trương Thị Mai từng phát biểu giống như bà Trà nhưng cứng rắn hơn. Giữa hai phe, phe tổng và phe chính phủ thì không biết bà Trà là phe nào. Có người nói làm chính trị là phù thịnh chứ không phải phù suy. Ý là bà Trà ở phe tổng. Thực tế bà Trà theo phe nào thì chưa biết, nhưng có một điều chắc chắn rằng bà Trà là nhân tố trong nhóm lợi ích của địa phương mạnh nhất, nhóm Nghệ An. Cả nhóm này đang âm thầm ủng hộ bà Trà nắm chiếc ghế trưởng ban tổ chức Trung ương. Tuy nhiên thành hay không thì phải đợi xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm D với bản tin
Phạm Thị Thanh Trà, người đàn bà thích ôm hai ngả về ai? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de